Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 86: Di nương kiện cáo, ngược lại Thẩm Mậu tức giận. 1. Vào Quy Nhạn Các, Lưu Thúy dặn dò tiểu nha đầu múc nước đến để Vân Khanh rửa mặt rửa tay, vẻ mặt Vân Khanh đã có chút nghiêm trang. Hôm nay ba vị di nương đến chỗ tổ mẫu nói gì, nàng không cần hỏi cũng biết tất nhiên là vì chuyện hai tháng nay phụ thân không đến chỗ di nương người tuổi càng lớn lại càng ngóng trông con cháu đầy cả sảnh đường lão phu nhân một lòng muốn con nối dòng quan trọng nhất là muốn một đứa cháu trai kỳ thật nàng có thể hiểu được cách nghĩ của tổ mẫu chỉ là nàng không thể nhìn mẫu thân vì nguyên nhân đó mà bị phạt dù sao trong chuyện này sai lầm cũng không phải do mẫu thân vào đời trước vân khanh vẫn cho rằng trong nhà thật yên ả tuy nói phụ thân có tiểu thiếp thông phòng nhưng cũng không lạnh nhạt như băng với mẫu thân nhưng sau khi trọng sinh nàng mới phát hiện hết thảy mọi việc trong thẩm phủ so với trong ấn tượng của nàng đều khác nhau rất lớn thậm chí có thể nói là khác nhau long trời lở đất cho tới nay việc tổ mẫu làm khó dễ tiểu thiếp kiện cáo hết thảy đều do một mình tạ thị trông đỡ lại xét việc bị bỏ thuốc kia kẻ ra tay độc ác sau màn vẫn chưa bị lôi ra kỳ thật vẫn luôn che giấu thân phận đi lại trong thầm phù liều thúy thấy vẻ mặt tiểu thư như có điều suy nghĩ tốc độ vắt khăn cũng chậm vừa rồi ở trước cửa nàng nghe được phu nhân đã bị lão phu nhân gọi vào trong viện suốt hai canh giờ còn chưa trở lại trong lòng thật loạn muốn vội vàng đến vinh tùng đường xem ai ngờ tiểu thư lại không chút hoang mang về thay quần áo trước nếu nói là không thèm để ý đến phu nhân hẳn là không thể nào tiểu thư và phu nhân là mẹ con ruột thịt quan hệ rất thân mật, xem ra nhất định là tiểu thư đang suy nghĩ cách đối phó. Một lát sau, Vân Khanh thay đổi một bộ y phục hàng ngày nhẹ nhàng lại không thất lễ, đột nhiên mở miệng hỏi Thanh Liên, Thanh Liên, vết thương của Phi đan sao rồi? Thanh Liên nghe vậy nói, hai ngày nay vết thương cũng không tệ lắm, đã có thể đứng lên đi một chút rồi. Cha mẹ Phi đan đều là quản sự có thể diện trong phủ. Lúc mama phạt roi đương nhiên cũng nhẹ tay một chút, hơn nữa Vân Khanh đã dặn dò phải nấu thuốc tốt, tuy rằng còn đau, nhưng cũng không còn đáng ngại, chỉ là vẫn chưa làm việc được mà thôi. Em bảo nàng ấy thay đổi xiêm y, lập tức đến phòng của ta. Vân Khanh dặn dò xong, Thanh Liên vội vàng nhận lệnh, nhanh chóng chạy ra cửa nói với Phi Đan. Tiếp theo Vân Khanh nói với Lưu Thúy, ta nhớ lúc trở về, chi phủ phu nhân có cho hai hộp điểm tâm của nghiễm thành trai ở Kinh Thành phải không? Đúng vậy, nói là lão thái quân mang đến, kinh thành có điểm tâm mới đặc sắc, những nơi khác không có được. Liêu Thúy không biết tại sao tiểu thư lại hỏi việc này, chạy nhanh vào mang hai cái hộp màu vàng có khắc hoa lan hơi đỏ được để trong phòng ra, đặt trước mặt Vân Khanh. Bên kia Phi Đan nghe thấy Vân Khanh dặn dò, đã thay đổi quần áo, vào phòng, quỳ xuống hành lễ với Vân Khanh, nói: "Nô tỳ bái kiến tiểu thư." Vân Khanh đảo ánh mắt Thanh Liên vội vàng lôi kéo nàng ta, không cần, bây giờ ngươi đã có thể đi lại được chưa? Trong lòng Phi Đan vẫn còn biết ơn việc lần trước Vân Khanh mở miệng cầu xin giúp mình, lúc này thấy Vân Khanh gọi nàng đến, nhanh miệng đáp, đã không còn đáng ngại. Ừ Vân Khanh thấy rõ kỳ thật nàng ta vẫn còn chưa tốt hẳn, bất quá cũng không sao cả, nàng cũng không cần Phi Đan đi làm việc nặng nhọc gì, quay đầu gọi Phi Đan, cầm hai hộp điểm tâm này, chúng ta đến Vinh Tùng Đường. Trong vinh tùng đường, lão phu nhân đang nằm trên giường la hán, trên đầu quấn một mảnh lụa vàng, một tay chống đầu, cơ bắp trên mặt kéo căng, mà tạ thị thì đang quỳ gối bên phải, cúi nửa người suy nghĩ, sắc mặt trắng bệch nhìn nền nhà lót gạch xanh. Bích Bình nhìn tạ thị đã quỳ suốt hai canh giờ mà lão phu nhân còn chưa có dấu hiệu bảo bà đứng dậy, trong lòng không khỏi sốt ruột, tuy nói phu nhân quỳ gối trên đệm, nhưng cứ quỳ như thế, đầu gối hẳn là quỳ sắp hỏng rồi nàng ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài vài lần, nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói, lão phu nhân, hẳn là đầu ngài vẫn còn đau, lâu thế mà vẫn còn đau, nô tỳ sẽ đi lấy một viên thuốc cho người. Lão phu nhân nghe xong, mí mắt nhấc lên nhìn nàng ta một cái, trong con ngươi đều là ánh sáng sắc bén, Bích Bình là đang nhắc nhở bà rằng tạ thị đã quỳ rất lâu, hai canh giờ, dài lắm sao. Liền khẽ hừ một tiếng, thuốc gì chứ? Chỉ cần thứ tiểu nhân kia không tác quay tác quái, đầu của ta liền sẽ không đau. Dứt lời, ánh mắt dạo qua một vòng trên người tạ thị, giống như mang theo dao găm, phải xé toạt bà mới cam lòng. Bích Bình bất đắc dĩ thở dài, biết lão phu nhân quyết tâm muốn chừng trị phu nhân, trong mắt ẩn chứa vẻ xót thương, nhớ tới buổi sáng ngày hôm nay, cũng không biết là chuyện gì, ba người bạch di nương, thu di nương, thủy di nương vội tới thỉnh an lão phu nhân lão phu nhân nhìn thấy tâm tình bọn họ cũng không vui gì, liền mở miệng dạy dỗ một chút, bảo ba người bọn họ đã trang điểm xinh đẹp, bộ dạng ai ai cũng không tệ, sao chẳng ai sinh được một một đứa bé nào, vân vân. Kết quả bị mắng một chút, Thủy Di Nương liền cướp lời cáo trạng trước, sinh đứa bé, ai mà không muốn, nhưng lão gia cũng phải đến phòng bọn họ mới được. Này vừa nói, lão phu nhân liền cứng hỏng, thì quái hỏi, Chẳng lẽ lão gia không đến phòng các di nương sao? Bạch di nương và Thu di nương đều gật gật đầu, nói lần này sau khi lão gia trở về, liền chưa hề bước vào phòng bọn họ, căn bản đều nghỉ lại trong phòng tạ thi. Việc này liền chọc giận lão phu nhân, sau khi mắng ba vị di nương thêm một chút, liền bảo người gọi phu nhân tới, không nói hai lời bắt bà quỳ gối trong phòng, muốn phu nhân suy nghĩ cẩn thận, xem rốt cuộc mình đã làm sai điều gì trước mắt đã quỷ lâu như vậy, tức giận của lão phu nhân còn chưa tan, cũng không biết phải chờ tới giờ nào mới có thể nguôi giận. Nàng lại nhìn vài lần ra bên ngoài, qua chuyện từ tước cùng biểu tiểu thư lần trước, nàng nhận thấy tiểu thư là người thông minh lanh lợi, nếu nàng ấy đến hẳn sẽ có vài phần hy vọng. Đúng lúc này, tiểu nha hoàn bên ngoài thông báo, "Lão phu nhân, đại tiểu thư đến." Lần này lão phu nhân liền hừ một tiếng thật mạnh, liếc mắt dò xét tạ thị cười lạnh nói, người quỷ gối không lên tiếng, nhất định không chịu thừa nhận mình đã làm sai, thì ra là muốn chờ nữ nhi đến nói chuyện thay ngươi. Đầu gối tạ thị quỷ đã run lên, đau đớn từng đợt, chân cũng hơi phát run, bà biết trong lòng dư thị, lão phu nhân, không thích bà, chủ yếu là trách bà gả vào nhà nhiều năm mà vẫn không sinh được con trai. Trước kia bà cũng hiểu đó là cái sai của mình, từ sau khi sinh Vân Khanh bụng cũng không thấy tin tức, đại phu lớn nhỏ đều đã tìm khám không ít chỉ nói lúc bà sinh đứa nhỏ đã tổn hại thân mình cũng vì nghĩ đến như thế liền áy náy mà nạp nha hoàn tùy thân mang theo trước kia làm thông phòng cũng chính là bạch di nương bây giờ sau đó lão phu nhân lại mượn cơ hội đưa thủy di nương vào bà cũng không nói gì cuối cùng thẩm mậu ở bên ngoài lấy thu di nương về trong lòng bà không thoải mái nhưng vẫn làm chủ đón về chủ yếu là muốn để bọn họ sinh con trai cho thẩm gia. Nhưng hai tháng trước sau khi biết thẩm mậu bị bỏ thuốc tuyệt tử, tự tin trong lòng bà lại khôi phục, lão gia lại vì Vân Khanh càng ngày càng thông minh mà coi trọng bà thêm vài phần, bà liền ngóng trông hai tháng uống thuốc liên tục, có thể bụng sẽ không chịu thua kém. Nhưng nguyên nhân này bà biết, lão gia biết, lão phu nhân không biết, bà cũng không thể nói cho lão phu nhân biết, người đã lớn tuổi như thế, nếu nghe tin tức đó, không biết sẽ nóng giận đến mức nào đến lúc đó lỗi của bà càng lớn trước mắt chỉ có thể chịu khổ chờ mang bầu được thì tốt tạ thị ngầm thả lỏng đầu gối cúi đầu nói con dâu cũng không nghĩ thế có nghĩ hay không chỉ mình ngươi biết mặt lão phu nhân xanh mét quay đầu nói ra bên ngoài cho con bé vào thật ra bà muốn xem thử vân khanh có thể nói được gì nàng là một khuê nữ chưa gả sao có thể nhúng tay vào chuyện riêng của cha mẹ huống chi mẹ chồng gian dạy con dâu, đó là chuyện hợp đạo lý, nếu Vân Khanh dám mở miệng, thì chính là bất hiếu. chương 87, Di Nương kiện cáo, ngược lại thẩm mậu tức giận, hai Ai ngờ sau khi Vân Khanh tiến vào, ánh mắt mang theo đau xót liếc nhìn tạ thị một cái, đón nhận ánh mắt hiền tư của bà, cắn chặt răng rời ánh mắt ra chỗ khác, cũng không vội vã mở miệng giải thích cho bà. Mà đi đến hành lễ trước mặt lão phu nhân, ánh mắt rừng trên dãi lụa vàng trên trán bà nói tổ mẫu cơn đau đầu lại tái phát sao vốn dĩ sắc mặt lão phu nhân khá khó coi nghe nàng nói lời thân thiết như vậy liền lặng đi một chút vốn dĩ bà nghĩ rằng vân khanh tiến vào nhất định bước đến kéo tạ thị đứng lên hoặc là ôm tạ thị khóc sướt mướt không ngờ sau khi nàng bước vào điều đầu tiên quan tâm vẫn là thân thể của bà điều này làm cho tâm tình của bà tốt hơn một chút bất quá ngữ khí vẫn không được tốt nói suốt ngày đều có chuyện phiền lòng sao lại không đau đầu bà oán hận trách móc lại nhớ tới hôm nay vân khanh ra khỏi phủ liền ngẩng đầu hỏi hôm nay đến quý phủ chi phủ gặp lão thái quân không gây ra chuyện gì đó chứ không nghe thì thôi vừa nghe lời này không biết con tưởng mỗi ngày vân khanh đều rảnh rỗi gây chuyện sinh sự may mà đây là đang trong nhà nàng cũng đã quen tính tình không biết điều của lão phu nhân liền ngẩng đầu lên mỉm cười nhàn nhạt trong đôi mắt Phượng tràn đầy ánh sáng trong trẻo, mở miệng nói, "Tổ mẫu, chú trọng lễ nghi, Vân Khanh cũng tuyệt đối không dám làm ra chuyện tổn hại hình tượng ở quý phủ khác. Dù sao bất cứ hành động nào của Vân Khanh khi ra ngoài, người khác đều biết rõ là của nữ nhi Thẩm gia. Đại diện cho thể diện tổ mẫu và cha, đương nhiên Vân Khanh không dám khinh thường." "Ừ, vậy mới tốt." Lão phu nhân nghe nàng nói chuyện hào phóng khéo léo như vậy, khóe miệng không khỏi cong lên một chút. Phi Đan thấy thế, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Vân Khanh và Lão Phu Nhân. Vừa rồi Lão Phu Nhân nói chuyện vẫn mang theo tức giận, trước mắt lại ôn hòa hơn rất nhiều. Thậm chí đó có thể thấy được chút vui vẻ, thật sự là không đơn giản. Vân Khanh thấy vậy, lại mở miệng nói, hôm nay Lão Thái Quân của Ninh Quốc Công cũng ở đó. Bà ấy từ Kinh Thành đến, cô ý đến thăm Chi Phủ Đại Nhân, còn dẫn theo nhị tiểu thư của nhà Ninh Quốc Công, lại mời Thế Tử Cần Vương công tử của hầu gia vĩnh nghị nguyệt biểu muội của liễu gia còn có lưu tiểu thư của ti tàu thuyền cùng chơi ở hoa viên một lúc lại cùng dùng cơm trưa cho nên bây giờ mới trở về lão phu nhân nghe nàng nhắc đến lão thái quân còn nhắc đến thân phận của những người đến đó hôm nay vừa nghe đến thế tử cẩn vương công tử của hầu gia vĩnh nghị ánh mắt liền phát sáng mặc dù thẩm gia giàu khắp một phương rốt cuộc vẫn là thương buôn nhà giàu và quý tộc cách quá xa bản thân bà thật ít khi giao tiếp với người có thân phận như vậy, cháu gái bà, trong nhóm người được mời, chỉ mình nàng có thân phận thấp, Vân Khanh cũng không tệ, cũng được mời đi, nghĩ như vậy, trong lòng vui vẻ. Liền hỏi, cũng tốt, thừa dịp hiện tại còn chưa gả, ra ngoài dạo chơi nhiều, cũng không tệ. Đúng vậy, hôm nay chơi rất vui vẻ, chỉ là trong bữa tiệc không cẩn thận nghe được chi phủ cùng An Công Tử. Giọng Vân Khanh càng nói càng nhỏ, sau lại không nói tiếp, dù sao cũng là chuyện không cẩn thận mà nghe được, liền ngừng lời. Nhưng lão phu nhân nghe được, người ta luôn cảm thấy hứng thú nhất với mấy chuyện đồn đãi của quan lại quý tộc, thường sẽ chú tâm một chút, mà bắt đầu muốn biết sâu hơn. Vị An công tử này là nhi tử mà vợ trước để lại, chi phủ phu nhân vợ kế cưới vào sau, chỉ sinh một nữ nhi là An Tuyết Oánh, rồi cũng không có động tĩnh gì giống như tạ thị. Nghe nói trong phủ trừ hai di nương trước kia, chi phủ phu nhân cũng không dâm người mới cho hứa chi phủ, bình thường cũng không cho chi phủ chạy đến chỗ di nương, nói nàng là phu nhân mới cưới, dù sao cũng phải sinh con trai trưởng rồi mới nói, sao có thể để di nương sinh trước. Đương nhiên, đại gia tộc luôn không bao giờ cho phép di nương sinh con trai trưởng trước chính thê, trừ khi ba năm mà chính thê vẫn không có con, vì suy nghĩ cho đời sau, di nương mới có thể sinh nhi tử. Chi phủ phu nhân là ỷ vào thế của nhà mẹ đẻ, chi phủ lại yêu chiều, liền có chút nổi nóng, bất quá kia đều là chuyện của nhà người ta. Bà đưa mắt nhìn tạ thị, tạ thị gả vào thì năm thứ hai liền sinh Vân Khanh, nửa năm sau bà ta liền đưa người vào cửa, nói tạ thị không thể sinh con trai, thì để cho người khác sinh, tạ thị cũng không có ý kiến gì, còn làm chủ đưa nha hoàn thị tỷ lên làm di nương, như vậy tạ thị cũng không phải là người ghen tị vốn gần đây buôn bán bận rộn, nhi tử ít khi ở lại hậu viện cũng là bình thường, không ngủ ở chính thất mới đáng để người ta để ý. Nghĩ như thế, sắc mặt bà liền tốt hơn rất nhiều, trong giọng nói cũng không còn nhiều tức giận, gật gật đầu nói, việc nhà của người khác chớ bàn đến. Nay cháu gái này càng ngày càng không tệ, hiểu đạo lý, hiểu được cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Vân Khanh nhìn thoáng qua vẻ mặt của lão phu nhân, hơi cúi mặt trong mắt xẹt qua ý cười, lại nhận lấy trà nóng nha hoàn đưa tới, đứng trước mặt lão phu nhân, nhẹ lời mềm giọng nói, tổ mẫu, lão thái quân còn mang đến hai hộp điểm tâm đặc sản ở kinh thành cho con cầm về, nên vừa về phủ, con liền vội sách đến đây cho tổ mẫu nếm thử. Vừa nghe là lão thái quân cố ý gửi về cho bà ăn, lão phu nhân có một loại cảm giác được coi trọng mà sợ hãi, bà và lão thái quân không có giao tình có thể khiến lão thái quân tặng hai hộp điểm tâm, nhất định là bởi vì Vân Khanh nói gì đó, nhất thời cảm thấy thật có thể diện, đầu cũng không còn đau, vội vàng bảo Vương Mama đỡ bà ngồi dậy. Kỳ thật lời Vân Khanh nói là có kỹ xảo, hai hộp điểm tâm này do lão thái quân mang đến không sai, nhưng là do chi phủ phu nhân cho nàng, cũng không nói mang về tặng cho lão phu nhân, nhưng Vân Khanh vừa nói như vậy, liền có vẻ như lão thái quân biết lão phu nhân của thẩm phủ cố ý bảo người ta cầm hai hộp điểm tâm đặc sản tặng cho bà, nhất thời vui mừng nhớ mày. Vẫn đứng phía sau Vân Khanh, Phi Đan mang hai hộp điểm tâm đến, bày ra trên bàn. Lão phu nhân nhìn thấy là nàng, ngước mắt nhìn thoáng qua, nhìn thoáng qua trên lưng nàng, sao rồi, vết thương bị đánh bằng roi đã tốt hơn chưa? Phi Đan cúi đầu cung kính trả lời, bẩm lão phu nhân, mấy ngày nay tiểu thư vẫn luôn bảo nô tỳ nghỉ ngơi, chén thuốc bữa ăn đều có người chuẩn bị, vết thương cũng tốt hơn rất nhiều rồi. Nô tỳ nghĩ bởi vì lúc trước không hiểu chuyện mà làm cho lão phu nhân thất vọng, lại bàn tán lung tung về tiểu thư, liền thẹn trong lòng, hy vọng có thể sớm hầu hạ tiểu thư, đền bù áy náy trong lòng. Nghe vậy, thấy mắt Vân Khanh mang theo một chút tán thưởng nhàn nhạt, rốt cuộc vẫn là đại nha hoàn trong phòng lão phu nhân, tuy rằng có chút sốt sắng, nhưng dạy bảo liền hiểu, nàng mang phi đan đến mục đích đúng là muốn nhắc lão phu nhân nhớ tới chuyện nàng ta bị người xúi dục trước đó mà hiện tại lời phi đan nói phải nói là cực hay nhắc đến sự ăn năn của nàng ta với lão phu nhân rồi thể hiện lòng trung thành với bà nhưng lại vô cùng khéo léo nhắc nhở lão phu nhân quả nhiên sau khi lão phu nhân nghe xong lời của nàng ta ánh mắt mang theo suy nghĩ sâu xa phi đan chính là bị vi ngưng tử đã bị tống ra ngoài xúi dục đến tố cáo trước mặt lão phu nhân muốn lợi dụng lão phu nhân để đối phó Vân Khanh, tình hình đó cũng gần giống hôm nay, người đến suối chỉ đổi thành thủy di nương thôi. Lão phu nhân lộ vẻ giận dữ, đồng thời cũng nghiêm túc đánh giá cháu gái này, cho tới nay bà đều không thích cháu gái, nay cháu gái này thật sự đã hoàn toàn thay đổi, cả người thoạt nhìn đoan trang hào phóng, trầm tĩnh thong dong một đôi mắt phượng to tròn mang theo ánh sáng nhìn xa trông rộng, duyên dáng yêu kiều đứng trước mặt bà giống như một đóa phủ dung nở rộ, một chút cũng không kém hơn tiểu thư danh môn trong kinh thành mà bà từng biết. Nếu cháu gái không mang theo phi đan đến đây, nói không chừng bà lại sẽ hiểu lầm tạ thị, hai tháng không đến phòng di nương cũng không phải là chuyện gì quá lớn, vẻ mặt bà buông lòng, liếc mắt nhìn tạ thị một cái, thấy con dâu đã quỷ hai canh giờ, trên mặt không còn oán giận, trong lòng cũng thoải mái hơn. Vừa vặn cháu gái cũng đến, liền theo bậc thang đó, nói với tạ thị, ngươi đứng lên đi. Ở một bên hầu hạ, phỉ thúy vừa thấy lão phu nhân chịu tha, vội vàng bước đến giúp tạ thị đứng lên, bà quỳ hai canh giờ, đầu gối đã sớm ê ẩm đau đớn, đứng lên có chút run run, nhưng tâm tư của bà cũng không lộ ra mặt. Tạ thị biết bà có thể nhanh chóng không còn bị phạt quỳ, đều nhờ tác dụng của việc nữ nhi đến đây. Nữ nhi mới 13 tuổi, lại biết huyền huyền khéo léo, lòng vòng mà biện hộ cho bà, lại không hề có lời nào bảo là xin tội cho bà. Thông minh như vậy, lại khiến lòng bà có chút chua xót trong lòng không biết là vui hay buồn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 88, Di Nương kiện cáo, ngược lại thẩm mậu tức giận, ba. Sau khi tạ ơn lão phu nhân, Vân Khanh liền đỡ tạ thị ra ngoài, tạ thị nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi, muốn cười, lại có chút đau khổ nói. Không ngờ con lại phải đến giúp mẹ Con vẫn còn nhỏ Vân Khanh nghe xong đôi mắt liền đỏ Mình làm cho mẹ một việc Mẹ còn cảm thán như thế Đời trước sau khi mình thất tiết liền ở nhà trốn tránh Đây không làm kia cũng không đi Nhất định là mẹ đã vụn trộm chảy không ít nước mắt Thất giọng nghẹn ngào Dịu dàng nói Mẹ đừng coi thường con Chỉ nửa năm lươn nữ nhi sẽ tròn 14 Tuổi cũng không tính là nhỏ Nhà nghèo thì đứa trẻ 8 tuổi đã quản lý việc nhà con hẳn đã lớn hơn bọn họ nhiều rồi. Tạ thị vừa nghe, cũng liền cảm thán, nhìn vóc người nữ nhi dường như cũng tương tự mình, nhớ đến lúc con bé sinh ra trắng trẻo như một cục thịt tròn, 13 năm giống như lướt qua trong nháy mắt, liền lớn lên thành đại cô nương như hoa như ngọc, bà đưa tay sờ sờ hai má vân khanh, trong hai mắt lóe tình thương của mẹ, mới đó mà, đã lớn thành một cô nương. Sau khi hai người vào phòng trong, Vân Khanh bảo phỉ thúy đi lấy thuốc, đỡ Tạ thị ngồi lên giường, xốc quần, vén váy, ánh mắt rơi vào hai đầu gối xanh sao của bà. Mặc dù quỳ gối trên đệm hương bồ, nhưng vẫn không nhúc nhích quỳ hai canh giờ, đầu gối làm sao chịu nổi, trong lòng vừa đau xót vừa tức giận, nói ra miệng, "Mẹ, sao mẹ không nói rõ với tổ mẫu? Chuyện này, mẫu thân không thể tự mình nói, phụ thân hẳn sẽ có thể nói." Nàng nhẹ nhàng xoa đầu gối Tạ thị, miệng hơi hơi cong lên tạ thị cười thản nhiên kéo tay nhỏ bé của nàng ấp trong lòng bàn tay thấp giọng nói con cho là chuyện này có thể nói với tổ mẫu sao nàng biết không thể nói thẳng nhưng mẹ lại phải quỳ chịu khổ trong lòng nàng đau quá vậy sao mẹ không cho phụ thân nói hẳn cha có thể nói với tổ mẫu chẳng lẽ cứ mặc kệ mẹ bị tổ mẫu lôi chuyện này ra mà gây chuyện mãi sao lời này rất trực tiếp tạ thị giật mình ánh mắt nhìn lướt qua thấp giọng nói, hài tử ngốc, có vài việc không thể nói lung tung, tổ mẫu con là phạt mẫu thân. Vân Khanh nhìn bộ dạng của bà, lòng đầy chua xót, tạ thị vỗ vỗ tay nàng, dịu dàng nói, chuyện này con cho là phụ thân con có thể mở miệng với tổ mẫu sao, nói ra rồi phụ thân con không còn thể diện, lại khiến cho tổ mẫu tức giận lo lắng, vẫn chưa biết ai là người bỏ thuốc, nếu như nói ra, không phải sẽ biến thành người người đều biết, lại nói, qua ngày kia, là đã uống được hai tháng thuốc của lão thái gia, phụ thân con lập tức sẽ tốt hơn, sao phải gây sóng gió lớn như vậy, dù sao hôm nay mẹ cũng đã quỷ hai canh giờ. Tránh cho việc này phát sinh, cũng là đáng giá. Dừng một chút, tạ thị tiếp tục nói, cũng may phụ thân con vẫn đối xử không tệ với hai mẹ con ta, mẹ cũng không muốn quá làm khó ông ấy. Vân Khanh biết, rất nhiều thương nhân Dương Châu, trong nhà thê thiếp thành đàn, bên ngoài vô số ngoại thất còn ở bên ngoài lập bình thê gì đó, ra ngoài liền mang theo bên người, người bên ngoài đều tán thành bình thê đó, nói cái gì mà hưởng, tể nhân chi phúc, xem chính thất trong nhà như vật trưng bày. Mà phụ gân, tuy nói có ba tiểu thiếp, Bạch Di Nương là người của mẫu thân, Thủy Di Nương do tổ mẫu đưa đến, chỉ có Thu Di Nương là gặp ở bên ngoài, ngay cả nữ tỷ cũng là dùng để cung cấp phục vụ cho các quan viên khi bàn việc những thông phòng khác phụ thân cũng không để trong lòng, chỉ dựa vào điểm đó, vẫn là tốt hơn rất nhiều nam nhân rồi. Nàng không khỏi nhớ tới cảnh hữu thân, nàng từng nghĩ hắn thật lòng yêu chính mình, mới có thể nguyện ý cưới một thương nữ như nàng vào cửa làm hầu gia phu nhân, cho nên nàng mới một lòng một dạ giữ trong lòng hắn. Thế nhưng, thật nực cười nàng bị tình cảm che mờ hai mắt, hắn ngoài miệng thật lòng, vừa cưới nàng một ngày, liền rước vào một chắc phu nhân nàng cười cười tự diễu, lúc đó rốt cuộc là nàng mốc đến bao nhiêu. Nếu một người nam nhân thật lòng yêu một nữ nhân, sẽ xoay người không chốt do dự ngủ lại trong phòng nữ nhân khác sao? Cảnh hữu thần như thế, phụ thân cũng thế, nam tử trên đời này đều là miệng vừa nói yêu, thân thể lại cố gắng cầy cấy trên mảnh đất khác. Có bao nhiêu nam nhân thật lòng mà yêu, thật lòng nguyện ý cả đời đều sống bên cạnh chỉ một người. Nàng rút tay ôm cổ tạ thị, hai má cọ sát trên gáy non mềm của bà mẹ về sau con sẽ không lập gia đình cả đời theo bên cạnh người chốt cảm xúc thương cảm vừa rồi của tạ thị bị nữ nhi cọ như vậy liền tứ tứ chỉ còn lại mềm mại vừa rồi còn nói mình trưởng thành hiện tại lại giống như đứa nhỏ sao lại có cô nương chỉ muốn cả đời theo bên cạnh cha mẹ về sau con phải lập gia đình nếu có thể sống với mẹ cả đời không lấy chồng cũng được vân khanh nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân mới lưu luyến buông tay phỉ thúy tiến vào nhìn phu nhân cùng tiểu thư ở trên giường ngầm cười cười mở miệng nói đã lấy thuốc tới phu nhân nô tỉ xoa cho người ban đêm sau khi thẩm mậu trở về liền nghe được chuyện tạ thị bị mẫu thân gọi lên phạt quỳ ở vinh tùng đường sau khi nghe xong mơ hồ biết nguyên nhân là vì con nối dòng trong lòng liền mang áy náy xử lý xong mọi việc trong nhà liền đến viện của tạ thị ông vừa vào cửa liền nhìn về phía tạ thị tạ thị nhìn thoáng qua hai bên trái phải lý ma ma và phỉ thúy biết điều liền lui xuống tạ thị tự mình đứng lên giúp thẩm mậu cởi áo choàng cổ tròn mặc bên ngoài giúp ông thay một bộ quần áo mặc ở nhà bằng lụa mềm thẩm mậu thấy mặc dù bước đi của bà không sao cả nhưng lại chậm hơn bình thường rất nhiều Châu mày lại ngồi xuống nói hôm nay mẫu thân nói gì với nàng Tạ thị lắc lắc đầu, lại xoay người đi châm một tách trà hoa vân vụ đưa tới tay ông. Không có gì, chẳng qua chỉ bàn bạc việc nhà. Nhận tách trà để qua một bên, thẩm mậu lôi kéo bà ngồi lên trên người, nhìn búi tóc bà xóa tung, bên trên chỉ cài một cây châm hoàng ngọc, lộ ra cái gáy thon dài trắng nõn, vài sợi tóc buông buông bên má, da thịt kia khiến lồng ngực ông khó nhịn mà rung động. Nhớ khi vừa nghe được tin tức, Lão phu nhân bắt Tạ thị quỳ ở vinh tùng đường đến khi qua bữa trưa mới để cho bà đứng lên, chỉ vì hai tháng nay ông ngủ lại ở chỗ Tạ thị, bị nói là ghen tị, không bao dung, chịu oan khuất lớn như thế nhưng một câu cũng không nói với ông, cũng không nói rõ nguyên nhân với lão phu nhân, một lòng suy nghĩ cho ông, ông liền cảm giác trong lòng nóng hầm hập, bàn tay vuốt ve trên đùi Tạ thị. Oan ức cho nàng rồi, dứt lời, lại nghe Tạ thị thở nhẹ một tiếng ông nhìn bàn tay mình đang dừng trên đầu gối bà nghĩ tới lúc quỳ chắc chắn đã bị thương liền muốn cởi ra xem lão ra chàng làm gì vậy tạ thị bị hành động này của ông khiến mặt ửng đỏ nhẹ giọng nói ta nhìn xem thẩm mậu mạnh mẽ kéo ống quần bà lúc nhìn thấy trên đôi chân trắng nõn lưu lại ngấn bầm xanh đỏ khi quỳ thì mắt phượng thâm trầm tạ thị thấy sắc mặt ông thay đổi vội vàng giơ tay kéo ống quần che đi vết thương trên đầu gối nhẹ giọng nói, đầu gối của thiếp thân có thương tích, đêm nay lão gia nên đến phòng của các di nương khác. Đến chỗ bọn họ làm gì? Thẩm mẫu mắt lời bà, nhíu mày nhìn bà, tạ thị nhớ tới ban ngày bị lão phu nhân quở mắng, nói bà có tướng bạc mệnh không sinh được con trai, còn mê hoặc lão gia không cho đến chỗ di nương, bà liền uất ức. Sao có mẹ chồng lại nói con dâu như vậy, vì thế mũi cũng có chốt ê ê. Mặt thẩm mậu giận tái đi, thấy tạ thị cúi thấp đầu, gương mặt trắng ửng hồng, mặt mày mềm mại trơn bóng như có thể dì ra nước, nhìn đầu gối bị thương, lại tức giận, trong lòng vừa xót vừa thương ôm lấy bà, đi vào phòng trong, nhẹ nhàng an ủi, nàng đừng đau lòng, thuốc này cũng sắp uống xong, đến lúc đó ta ở chỗ nàng lâu một chút, nếu mẫu thân mượn chuyện này tìm nàng, nàng liền tìm lý do không đến chỗ bà ấy. LPS, ông này còn cứu được. Nghe thẩm mậu an ủi. Tạ thị vốn đang nén khóc liền rơi nước mắt. Mấy năm nay bà chịu đựng lão phu nhân tức giận cũng không ít. Nhưng bà biết, không chỉ lão phu nhân gấp, thẩm mậu cũng gấp, ngay cả trong lòng chính bà cũng gấp. Nếu có con trai làm bạn bên người, khúc mắc của lão phu nhân cùng lão gia cũng được giải. Bà cũng có con trai làm bạn bên người, về sau Vân Khanh cũng có huynh đệ có thể chăm sóc lẫn nhau, là một chuyện đáng mừng. Nghĩ đến đây, đầu bà tựa vào cánh tay thẩm mậu, nghĩ hôm nay quỳ cũng đáng, có được lòng của lão gia, còn có cả ai nấy, lại có thêm lời hứa hẹn này, lão gia là người nói là làm, thời gian kế tiếp khẳng định sẽ ở lâu cùng bà, phải xem cái bụng của bà có chịu thua kém hay không thôi. Chương 89, Di nương kiện cáo, ngược lại thẩm mậu tức giận, 4. Trong giao hoa các Thủy Di Nương mặc một bộ quần áo hồng quả lựu thiêu hoa mẫu đơn bằng gấm mỏng, phía dưới mặc váy xòe dài màu xanh lá, trên đầu vân búi tóc linh xà, cắm châm cài khổng tước xanh biếc khảm ngọc, cài thêm một đóa đỏ hoa lụa thẫm màu, trang điểm có vẻ xinh đẹp động lòng người, lại có vẻ đơn giản mềm mại đáng yêu. Bà nhìn gương soi tới soi lui, đắc ý hỏi, Phạm Nhi, người thấy hôm nay ta thế nào? Phạm Nhi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thủy Di Nương trong gương, lồng mày lá liễu cong cong trên mắt hạnh, nhiệt tình ca ngợi, di nương vốn đã rất xinh đẹp, lại trang điểm như vậy thật không khác gì tiên trên trời, nếu lão gia thấy được khẳng định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Người đừng nói quá, thủy di nương liếc nàng ta một cái, khóe môi tô son đỏ đắc ý cong lên. Lời này của Phạm Nhi nói trúng tâm tư của Thủy Di Nương, xiêm y cùng trang sức đều do bà tỉ mỉ chọn lựa, mục đích chính là khiến lão gia cảm thấy bất ngờ vui vẻ, khiến lão gia chìm đắm trong dịu dàng xinh đẹp của bà say mê đến thần hồn điên đảo là tốt nhất. Nghĩ đến đó, Thủy Di Nương quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, câu mày nói, ngươi ra ngoài nhìn xem, có phải con oát bình nhi lại lười biếng hay không, sao sắp trời đã trễ thế này còn chưa thấy lão ra đến. Bà lại sờ sờ tóc mây, hôm nay bà cố ý đến chỗ lão phu nhân tố cáo tạ thị, cũng nghe thấy buổi chiều tạ thị bị lão phu nhân quờ mắng một trận, hẳn đêm nay lão ra sẽ không lại ngủ ở chỗ tạ thị ba di nương ở hậu viện này có ai hấp dẫn hơn bà sao? Còn nữa, nói thế nào thì lão phu nhân cũng là cô của bà, sẽ nhắc khéo trước mặt lão gia, lát nữa khẳng định lão gia sẽ đến chỗ này của bà. Eo bán thịt mà cũng ra oai, có gì hay chứ? Phạm Nhi ở phía sau nghe lệnh, lập tức kéo góc váy chạy đi xem, một lát sau, hai người liền không yên vội vã tiến vào, ngay cả mắt cũng không dám nâng ánh mắt Bình Nhi co rụt lại nhìn Thủy Di Nương. Thủy Di Nương căm tức nóng này, nhìn ra cửa lại không thấy ai tiến vào, một tay cầm gương đặt lên bàn trang điểm, nhíu mày nói, không phải đã bảo ngươi ra ngoài chờ lão ra tới sao? Ngươi lại chạy vào làm gì? Vừa rồi có phải lại lười biếng hay không? Bị mắng, Bình Nhi lại càng không dám mở miệng, Phạm Nhi thật sự là bị nước miếng phun đến chịu không nổi, mím mím môi, mở miệng nói, Di Nương, Vừa rồi nô tỳ ra ngoài nghe tiểu nha hoàn cách vách nói. Nói cái gì? Thủy Di nương lên giọng quát. Nói hôm nay lão gia vẫn nghỉ ở chỗ phu nhân, Phạm Nhi một hơi nói ra toàn bộ, trong lòng thầm than một tiếng, kế tiếp chắc phải thấy Thủy Di nương phát hỏa rồi. Làm sao có thể, sao lão gia còn ngủ ở chỗ nữ nhân già nua kia? Thủy Di nương vừa nghe, nhất thời tức giận đến mặt trắng bệch, nhảy dựng hô lên. Bà quả thật không thể tin lời mình vừa nghe được. Bà biết lão phu nhân coi trọng vấn đề con nối dòng đến thế nào. Cho nên hôm nay lúc cùng hai di nương khác đi tỉnh An mới lơ đãng nói ra việc hai tháng nay lão gia không tới phòng nhóm di nương bọn họ. Lúc ấy sắc mặt lão phu nhân liền trở nên xanh mét. Hơn nữa lúc chiều rõ ràng bà nghe được tạ thị bị lão phu nhân gọi lên vinh tùng đường. Nghe nói còn quỳ đến hết bữa trưa. Vậy cho thấy lão phu nhân đã nổi giận. Vì sao lão gia còn không chỗ của bà? chẳng lẽ lão phu nhân không nhắc nhở tạ thị cùng lão gia ám chỉ ông phải đến phòng của mình sao? điều đó là không thể trước kia chỉ cần mình đến trước mặt lão phu nhân ám chỉ một chút lúc tối tất nhiên thẩm mậu sẽ tới viện của bà dù sao bà cũng trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất trong phủ các người xác định hôm nay lão phu nhân thật sự kêu phu nhân đến phạt quỳ sao? hoài tay thủy di nương gắt gao vặn xé khăn lụa mắt đẹp bắn ra ánh sáng ghen tị. đúng vậy xác định là như vậy, cao thấp trong phủ đều biết đến. Bình Nhi thực khẳng định trả lời, việc này cao thấp trong phủ đều biết đến, nàng ta nghĩ một chút, lại bỏ thêm một câu, vẫn là đại tiểu thư giúp, đỡ phu nhân về phòng, dọc đường đi mọi người đều nhìn thấy, chân phu nhân đã quỷ đến tê dần. Đại tiểu thư, thẩm vân khanh, trong ấn tượng của bà có nha đầu này, xưa này vẫn rất thanh cao, không có việc gì liền cầm sách vở mà xem, khi đó bà từng cười cợt, cô nương như vậy gả ra ngoài, sẽ ngâm thơ vẽ tranh, không hiểu chút gì về nhân tình thế thái, bị chỉnh chết lúc nào cũng không biết. Bất quá gần đây nghe nói ở trong phủ xảy ra vài việc đều có nha đầu kia tham dự, hơn nữa mỗi lần tạ thị đều có thể hóa hiểm thành lành, không hề bị trách phạt gì, hơn nữa ấn tượng của lão phu nhân với thẩm vân khanh cũng tốt hơn rất nhiều, bọn hạ nhân cũng đánh giá cao nàng ta. Tay bà vặn chặt khăn, đôi lông mày gắt gao nhíu lại chẳng lẽ do nàng ta nhúng tay lúc ấy đại tiểu thư đến vinh tùng đường làm gì thủy di nương hỏi bình nhi nói sau khi đại tiểu thư trở về liền về quy nhạn các trước sau đó nói mang hai hộp điểm tâm đến vinh tùng đường nghe nói chẳng nói điều gì cũng không cầu xin chỉ đưa điểm tâm đến hàn huyên vài câu lão phu nhân liền bảo nàng ta đưa phu nhân ra cùng như vậy sao vậy đúng là chẳng hề làm gì thủy di nương rời lực chú ý ra khỏi người vân khanh nghĩ đến tạ thị lừa giận lại dâng lên trừ lúc vào cửa nhìn thấy lão gia một lần hai tháng nay tạ thị đều chiếm lấy lão gia chỉ sợ nếu không đến lão gia cũng sẽ quên bà càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng giận thủy di nương vỗ một cái lên bàn trang điểm cái gương chấn động nảy lên bà nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ bà ta cố ý cố ý không cho lão gia đến chỗ ta Phạm Nhi thấy bà tức giận mặt sắp biến hình, gương mặt ban đầu trang điểm xinh đẹp, lúc này nhìn dưới ánh đèn đã có chốt vặn vẹo. Di Nương thật sự y mình là họ hàng xa của lão phu nhân, luôn thích đi mách lẻo với lão phu nhân. Tố cáo thì có ích lợi gì? Rõ ràng lão gia có cảm tình với phu nhân, bằng không cho dù phu nhân mạnh mẽ giữ lại cũng không giữ được. Phu nhân lại không dắt lão gia mang theo bên lưng quần. Nếu lão gia thật sự muốn đến viện của Di Nương, ai cũng ngăn không được không phải hai vị bạch di nương cùng thu di nương đã nhìn rõ sao mới không có tâm tư mà đi chỉnh phu nhân làm di nương không phải đều phải dỗ lão gia mong được nam nhân yêu chiều sao sao vị di nương mà mình hầu hạ này lại thích tranh đấu với phu nhân như vậy chưa từng nghe nói chính thất nhà ai không biết xấu hổ như vậy suốt ngày chiếm lấy lão gia không cho lão gia đến chỗ những người khác bà ta cũng không nhìn phủ những người khác có nam nhân nào không mỗi ngày đều ngủ ở phòng của Di nương, chỉ có Tạ thị bà ta làm ra loại chuyện này, da mặt thật quá dày mà. Thủy Di nương không quan tâm la hét, chỉ muốn thoải mái mắng ra những lời này, Phạm Nhi Bình Nhi sợ tới mức mặt mày xanh lét. Đang nói bậy gì vậy, phu nhân là do lão gia cưới hỏi đàng hoàng, ngủ trong phòng phu nhân mới là danh chính ngôn thuận, có gì không thể, những nhà mà Thủy Di nương vừa nói tới, chỉ sợ cũng không phải là thứ tốt lành gì ít nhất mồng một mười lăm cũng đều phải ngủ trong phòng chính thất đó. Bất quá các nàng cũng biết nếu lời này rơi vào tay người khác, không chừng sẽ gặp chuyện. Phạm Nhi vội vàng nói, Di Nương, người trăm ngàn đừng nóng giận, nếu người tức giận sẽ trở nên sâu xí. Sâu xí chẳng phải sẽ khiến người khác đắc ý sao? Hôm nay lão ra ngủ ở chỗ phu nhân, không chừng là vì phu nhân bị lão phu nhân phạt. Ông ấy chỉ muốn an ủi vài câu người trăm ngàn lần đừng để lão gia nghe được những lời mới nói ông ấy luôn thích nữ nhân mềm mại dịu dàng nhất nàng ta nói xong ánh mắt ra hiệu cho bình nhi đi châm trà chính mình lại đỡ thủy di nương ngồi xuống thấy mặt bà ta vẫn bị lừa giận phun xanh mét biết dù thế nào bà ta cũng không nuốt nổi cơn giận này dứt khoát mở miệng nói di nương vẫn nên dồn sức về phía lão phu nhân nhưng người cũng nên làm cho đúng lão gia ngủ ở chỗ phu nhân nghĩ kỹ cũng không có gì sai trong phủ trừ lão phu nhân chỉ có phu nhân lớn nhất hơn nữa kỳ thật lão phu nhân hẳn vẫn đối xử với phu nhân không tệ việc nhà trong phủ không phải bà ấy vẫn đều giao cho phu nhân quản lý sao người muốn ra sức cũng phải tìm một người có thể chân chính chống lại phu nhân nghe nàng ta nói như vậy tức giận của thủy di nương liền dàn xuống mày lại dần dần nhăn lên hỏi ý của ngươi là chính là ý đó của di nương Phạm Nhi cúi đầu cười, đáy mắt loe ánh sáng khôn khéo. Một lát sau, trong đầu Thủy Di Nương liền nảy ra một ý, bà nhếch môi, cười nói với Phạm Nhi, không sai, lúc trước khi mua ngươi vào ta vẫn biết ngươi là người khôn khéo, quả nhiên đúng vậy. Một tay bà nắm lấy khăn, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười lạnh lùng, nhìn khung cửa sổ phía trước, nói, tạ thị, bà chờ đó, lập tức bà sẽ có cây ngon mà ăn. chương 90 tạ thị phát uy ác trình thủy di nương một trời vừa sáng vân khanh liền tỉnh lại đêm qua nghĩ chuyện của mẫu thân nàng lăn qua lộn lại ngủ không được thật vất vả mới ngủ được kết quả lại nằm mơ trong mộng việc của kiếp trước và kiếp này lẫn lộn khiến nàng phân không rõ một hồi là mẫu thân cùng phụ thân khoác lên áo tù bị còng tay một hồi lại là dáng vẻ cảnh hữu thần nhìn nàng ôn nhu cười một hồi lại là cảnh vi ngưng tử kéo tay nàng cùng nàng đùa giỡn hình ảnh vừa truyền mọi người đều biến mất chỉ nhìn thấy ngự phượng đàn tay cầm một đóa hoa đối với nàng nở nụ cười điên đảo chúng sinh nụ cười này liền khiến nàng bừng tỉnh mở mắt ra nhìn màn trướng bằng lụa màu xanh ra trời ngây ngốc một hồi nhớ tới giấc mộng vừa rồi chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội nằm mơ thấy cha mẹ cảnh hữu thần và vi ngưng tử thì thôi cuối cùng thế nhưng còn thêm cái tên ngự phượng đàn kia nàng giơ tay vỗ cây chán hai cái gần đây thái độ của nàng đối với hắn vẫn là lo lắng đề phòng tinh thần khẩn trương cao độ giống như đối với bọn người vi ngưng từ ngầm thở dài một hơi vân khanh lại ngây ngốc một chút liền rời giường gọi lưu thúy cùng nã thanh tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt xúc miệng sau lại thay một cái váy màu tím nhạt thiêu hoa lê ôm thân nâng ngực làm nổi bật cái eo nhỏ bằng lụa mỏng thiêu hoa mẫu đơn phối với một cái áo dài tay bằng lụa mỏng màu lam nhạt, bên hông buộc thắt lưng màu đồng hình đường cung, họa tiết hình tròn hình như cửa sổ, lại cột búi tóc hình đuôi ngựa, cài thêm vào cây châm màu lục bằng bảo thạch phối với hai cái kẹp hình bươm bướm màu hồng chân châu ở trên đầu, khiến người nhìn vào có nét thanh tú như tinh linh lại mang thêm nét yêu mị. nàng nhìn vài lần, vừa lòng gật đầu, liền đi hướng sân viện của tạ thi. Thẩm mậu do buôn bán đã thành thói quen ngủ trễ dậy sớm, tạ thị mỗi ngày cũng đều cùng với các bà quản sự thảo luận, cho nên lúc Vân Khanh đến, hai người bọn họ đều đã thức dậy. Thẩm mậu thấy nữ nhi đến sớm như vậy, cười nói, tại sao không ngủ thêm một chút? Sớm một chút đến chỗ nương, là muốn cùng cha dùng đồ ăn sáng. Vân Khanh đối với thẩm mậu hành lễ nói, mang theo chút nũng nịu của thiếu nữ, chọc cho thẩm mậu cười ha ha, được vậy chúng ta một nhà ba người liền cùng nhau dùng bữa. Vì thế tạ thị liền gọi nha hoàn đem tất cả điểm tâm vân khanh thích bưng tới. Thẩm phủ bởi vì giàu có, nên chi phí về phương diện ăn ở cũng cực kỳ thoải mái. Bữa sáng đồ ăn rất nhiều, có vịt thủy tinh bách vị, xôi lục khoai môn, cá đuôi phượng sốt cà, thịt cua tiểu lồng. Thực ra là một loại nhìn như bánh bao nhưng vỏ mỏng như há cảo, lại kích thước nhỏ, thường là thịt heo nhưng trong đây có thịt cua. Khi ăn trong bánh có ít nước sốt hòa cùng với thịt cao cấp mà ngon, làm rất cong phu, cháo gà xé sợi, canh khổ qua, đậu hủ quan âm, mật lạc, còn có mì gà lạnh xé sợi cùng với một chén chè tổ yến ngân nhĩ. Đồ ăn được bày trong bộ đồ sứ, vừa làm đẹp vừa tạo thêm sức hút, khiến người ta vừa thấy liền muốn động đũa, hít, ăn sáng mà như ăn tiệc vậy nè ở trong phòng tạ thị dùng đồ ăn sáng thì có vẻ thoải mái hơn, đang lúc ba người vừa ăn sáng vừa tán gẫu bên ngoài có tiểu nha hoàn đứng sau màn nói, lão gia, phu nhân, đại tiểu thư, thủy di nương lại đây thỉnh an. Tạ thị cùng Vân Khanh hai người đều ngẩn ra, Thủy Di Nương thế nhưng sáng sớm đến trong sân thỉnh an, việc này thật kỳ lạ. Phải biết rằng trong ba vị Di Nương, Thủy Di Nương mỗi ngày thỉnh an bình thường đều là chậm nhất, hoặc là liền nói thân mình không tốt không tới tạ thị cũng lười quản nàng ta bà cũng không thích những vị thiếp này ở trước mặt mình tranh đua liền nhắm mắt làm ngơ hôm nay là mặt trời mọc lên từ phía tây sao bà mở miệng cho thủy di nương tiến vào rèm cửa từ từ mở ra thủy di nương thướt tha thong thả đi tới chỉ thấy nàng ta mặc một cái áo khoác màu lựu có cạnh thiêu màu xanh phía dưới là cái váy cùng màu dệt hoa mẫu đơn vàng mái tóc đen được búi hình bán nguyệt ở trên cài một cây châm vàng có đầu là một bông hoa hải đường bằng ngọc bích, hai cái hoa tai bằng ngọc châu hình tròn lủng lẳng bên gò má phấn nộn. Nàng ta năm nay mới 25 tuổi, vốn là thời kỳ khoe sắc, mặc trang phục như vậy, lộ rõ nét diễm lệ, lại mang theo chút phong tình, vòng eo uyển chuyển lay động theo từng bước đi, dáng vẻ như cành liễu trước gió. Khiến thẩm mậu muốn nhìn thêm vài lần. Tỷ thiếp vội tới cùng lão gia, phu nhân, đại tiểu thư thỉnh an. Thủy Di Nương vừa đi vào liền phát hiện ánh mắt của thẩm mậu dừng lại ở trên người nàng ta, sắc mặt liền tự nhiên càng thêm kiểu mị, mâu quang cũng mang theo vẻ đắc ý. Đứng lên đi, người hôm nay sao lại đến sớm như vậy? Tạ thị thản nhiên nhìn nàng ta liếc mắt một cái, mở miệng nói. Bà đương nhiên biết Thủy Di Nương vì sao sáng sớm hôm nay lại đến sớm như vậy. Hôm qua nàng ta đi qua bên lão phu nhân nơi đó cáo trạng trừ việc muốn lão phu nhân trừng phạt bà ra, chính là muốn lôi kéo lão gia qua nghỉ ở chỗ nàng ta. Đáng tiếc, dù nàng ta hao tâm tính kế, kết quả cũng không được như ý. Tối hôm qua lão gia vẫn là đến viện của bà nghỉ ngơi, vì thế Thủy Di Nương hôm nay mới sáng sớm liền ăn diện xinh đẹp, ở trước mặt lão gia đi vài vòng, để hấp dẫn lực chú ý của thẩm mẫu. Nàng ta đưa mắt nhìn phản ứng của thẩm mẫu, tuy rằng trên mặt hắn vẫn thản nhiên, nhưng tạ thị cùng hắn có nhiều năm làm vợ chồng như vậy, vẫn nhìn ra được hắn đối với sắc đẹp của Thủy Di Nương nổi lên chú ý Mâu trung hiện lên một tia ảm đạm Thủy Di Nương vội vàng đứng dậy Nghe được tạ thị nói như thế Muốn nghĩ cách không để lão gia biết nàng ta luôn tìm cớ để không đến thỉnh an Nguyện cớ lại nói là nàng ta không hiểu lễ nghĩa Tối hôm qua Phạm Nhi nói những lời này thật đúng Lão gia thích giọng nói của tạ thị Nàng ta liền giả bộ thành như vậy Vì thế nũng nịu mở miệng nói Tì Thiếp mấy ngày trước đây thân thể không được tốt, liền không thể tới cùng phu nhân thỉnh an. Cũng may phu nhân là người rộng lượng, cho phép Tì Thiếp nghỉ ngơi hai ngày. Ngày hôm nay thân mình vừa thấy khỏe lại, trong lòng cảm thấy mấy ngày trước đây đã quá mức vô lễ, cho nên sáng sớm hôm nay đến hầu hạ phu nhân. Người này sức khỏe tốt thì được rồi. Tạ Thị nghe xong lời của nàng ta, trong lòng một trận âm thầm phát bực, nói cái gì là bà có tấm lòng độ lượng chính là đang muốn bà không có biện pháp trách cứ chuyện Thủy Di Nương trước kia không đến thỉnh an, lại ở trước mặt thẩm mậu nói chuyện như cần trọng lắm, nàng ta đương nhiên không thể nói chuyện trước kia, như vậy để nàng ta không có cớ nói mình ghen tì. Nghĩ đến đây, đáy mắt bà liền mang theo tia chán ghét, Thủy Di Nương này trước đây là được lão phu nhân muốn để lên làm chính thất của thẩm mậu, nhưng lão thái gia không đồng ý, nói nàng ta không có khí khái ra mẫu, làm không nổi chức chủ mẫu của thẩm gia sau bà vào phủ lại không sinh được con trai, lão phu nhân lại làm chủ cho nàng ta tiến vào, là muốn nàng ta có thể sinh con trai để làm nhị phu nhân, cho nên Thủy Di Nương vào phủ chính là lấy thân phận quý thiếp mà vào, ỷ vào con lão phu nhân ở sau lưng làm chỗ dựa. Dáng vẻ bệ vệ lẫn khinh người. Nhìn dáng vẻ tạ thị có chuyện không thể nói, Thủy Di Nương trong lòng rất sảng khoái, cố ý ân cần đứng ở phía sau tạ thị, chia thức ăn, rót nước, dâng trà làm cũng không phải tệ chỉ là ánh mắt luôn ở trên người thẩm mậu tới lui đúng thật là ý không ở trong lời nhìn nụ cười lãnh đạm của tạ thị vân khanh cũng biết mục đích đến đây của thủy di nương phượng mâu xẹt qua một tia sắc bén thủy di nương này cái gì đều không biết làm giỏi nhất là làm chuyện tranh thủ tình cảm không có việc gì liền thích ở phía sau khởi gió làm mưa tạo ra sự đấu đá trong đám thê thiếp nhìn Thủy Di Nương dáng vẻ khoe khoang phong tao kia, Vân Khanh lại cảm thấy ngực như bị nghẹn cục tức, đồ ăn sáng ngon như vậy mà dùng cũng không có mùi vị. Dùng qua đồ ăn sáng, thẩm mậu liền muốn đi ra sân trước, hắn nhận khăn lau miệng từ nha hoàn đưa qua, đứng lên đi ra bên ngoài. Thủy Di Nương vẻ mặt cười quyến rũ hành lễ nói, lão ra đi thong thả. Thẩm mậu nghe âm thanh tôi nguyễn kia, cước bộ rừng một chút, đối với nàng ta liếc mắt một cái, mở miệng nói, chú ý sức khỏe một chút, không nên tối ngày sinh bệnh. Nghe vậy, Thủy Di Nương mắt đẹp sáng ngời, vẻ mặt kinh hỉ. cách làm của nàng ta hôm nay quả nhiên là đúng, lão gia đã chú ý tới nàng ta, còn muốn nàng ta chú ý giữ gìn sức khỏe, đây là ám chỉ muốn tới phòng của nàng ta rồi, nàng ta vội vã đáp, đa tạ lão gia quan tâm, tỷ thiếp sức khỏe đã tốt lên rồi. Thẩm mậu lại nhìn thoáng qua khuôn mặt diễm lệ của nàng ta, Gật gật đầu xoay người rời đi tiểu nha hoàn tiến vào thu dọn chén bát lại đem cái bàn dọn sạch sẽ châm một bình trà xuân long tĩnh tiến vào đặt ở trong phòng phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn